Hello, xin chào mọi người ạ. Hôm nay giới thiệu mọi người một chiếc Vec 3, mạng là ban CS của nhà Dibao ạ. Đó, xe đầy cao, càng nhôm ạ, đèn led ạ. Đó, xe đăng ký 2021 nhé. Đó, xe đầy đủ biển đăng ký ạ. Bình khỏe, chạy 45 km một lần sạc nhé. Đó, xe bên em còn nguyên zin nhé, IC động cơ zin nhé. Đó, xe đã được trang bị động cơ 1000W, đèn led đấy, đi về P đi được, đó, gì, xe mới chạy được hơn 8.000 cây nhá. Đấy, bên em vẫn phải đi ship nội thành, ship cốt toàn quốc ạ. Thêm nhá, xe thì bên em này 3 tháng, bình 5 tháng nhá. Cầu thì alo em ạ, 0948 ạ, 491375 nhé. Xe này bên em mới nói ra là giá là 9 triệu ạ. Xe có 3 tốc độ nhé, 2 và 3 tốc độ. Có đèn xi nhan thì đúng không? Để tiếp tục qua mọi người trước Vec 3 Ban CS. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video ạ.